Hết cuốn 71 theo bản Hán. Cuốn 72 giải thích phẩm Đại Như thứ 54. Kinh Đại Bát Nhã phần 2 ghi phẩm Chân Như thứ 52. Kinh: Bấy giờ các thiên tử cõi dục, các thiên tử cõi sắc dùng hương bột trên đàn cõi trời, hoa sen xanh, hoa sen đỏ, hoa sen hồng, hoa sen trắng của cõi trời từ xa rạc lên chân lên Phật, lên trên Phật rồi đi đến chỗ Phật, đảnh lễ dưới chân Phật, đứng qua một bên, bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, vô thượng chánh đẳng chánh giác rất sâu xa, khó thấy, khó hiểu, không thể suy nghĩ biết được. Chỉ có bậc trí vi diệu tịch tịnh mới biết được điều của tất cả thế gian không thể tin. Vì cớ sao? Vì trong Bát Nhã Ba La Mật thâm sâu nói như vậy. Sắc tức là nhất thiết trí, nhất thiết trí tức là sắc, cho đến nhất thiết chủng trí tức là nhất thiết trí, nhất thiết trí tức là nhất thiết chủng trí. Sắc như tướng và nhất thiết trí như tướng là nhất như không hai không khác, cho đến nhất thiết chủng trí như tướng, nhất thiết trí như tướng là nhất như không hai không khác. Phật dạy các thiên tử cõi dục cõi sắc như vậy, như vậy các thiên tử, sắc tức là nhất thiết trí tức là sắc, cho đến nhất thiết chủng trí tức là nhất thiết trí tức là nhất thiết chủng trí. Sắc như tướng cho đến nhất thiết chủng trí như tướng là nhất như không hai không khác. Này các thiên tử, vì nghĩa ấy nên khi Phật mới thành đạo, tâm ưa yên lặng không muốn thuyết pháp. Vì cớ sao? Vì pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác rất sâu xa, khó thấy khó hiểu, không thể suy nghĩ biết được. Chỉ bậc có trí vi diệu tịch diệt mới biết được điều của hết thảy thế gian không thể tin. Vì cớ sao? Vì vô thượng chánh đẳng chánh giác không có người chứng đắc, không có chỗ chứng đắc. Ấy gọi là tướng thậm thầm của các pháp, là không có hai pháp. Này các thiên tử, ví như hư không rất sâu thẳm nên pháp ấy rất sâu thẳm. Ví như rất sâu thẳm nên pháp ấy rất sâu thẳm. Vì tánh pháp rất sâu thẳm, thời tế rất sâu thẳm, không thể nghĩ bàn. Vô biên rất sâu thẳm nên pháp ấy rất sâu thẳm. Vì không đến không đi rất sâu thẳm nên pháp ấy rất sâu thẳm. Vì chẳng sanh chẳng diệt, không nhơ không sạch, không trí không đắc rất sâu thẳm nên pháp ấy rất sâu thẳm. Này các thiên tử, vì ta rất sâu thẳm, cho đến kẻ biết kẻ thấy rất sâu thẳm nên pháp ấy rất sâu thẳm. Này các thiên tử, vì sắc rất sâu thẳm, thọ tưởng hành thức rất sâu thẳm nên pháp ấy rất sâu thẳm. Vì thí ba la mật rất sâu thẳm, cho đến Bát Nhã Ba La Mật rất sâu thẳm nên pháp ấy rất sâu thẳm. Vì nội không cho đến vô pháp hữu pháp không rất sâu thẳm nên pháp ấy rất sâu thẳm. Vì bốn niệm xứ rất sâu thẳm, cho đến nhất thiết chủng trí rất sâu thẳm nên pháp ấy rất sâu thẳm. Bấy giờ các thiên tử cõi dục cõi sắc bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, pháp được nói đó là pháp không thể tin nổi của tất cả thế gian. Bạch Đức Thế Tôn, pháp rất sâu thẳm ấy không vì lãnh thọ sắc nên nói, không vì xả bỏ sắc nên nói, không vì lãnh thọ thọ tưởng hành thức nên nói, không vì xả bỏ thọ tưởng hành thức nên nói, không vì lãnh thọ quả tu đà hòa nên nói, không vì xả bỏ quả tu đà hòa nên nói, cho đến không vì lãnh thọ nhất thiết chủng trí nên nói, không vì xả bỏ nhất thiết chủng trí nên nói. Các thế gian đều lãnh thọ chấp trước tu hành, bảo sắc là ta, là của ta, thọ tưởng hành thức là ta, là của ta, cho đến bảo 18 pháp không chung là ta, là của ta, quả tu đà hoàn là ta, là của ta, cho đến nhất thiết chủng trí là ta, là của ta. Phật bảo các thiên tử: Như vậy, như vậy, này các thiên tử, pháp ấy chẳng phải vì lãnh thọ sắc nên nói, chẳng phải vì xả bỏ sắc nên nói, cho đến chẳng phải vì lãnh thọ nhất thiết chủng trí nên nói, chẳng phải vì xả bỏ nhất thiết chủng trí nên nói. Này các thiên tử, nếu có Bồ Tát vì lãnh thọ sắc nên tu hành, cho đến vì lãnh thọ nhất thiết chủng trí nên tu hành, thì Bồ Tát ấy không thể tu Bát Nhã Ba La Mật, không thể tu Thiền Ba La Mật, Tấn Ba La Mật, Nhẫn Ba La Mật, Giới Ba La Mật, Thí Ba La Mật, cho đến không thể tu nhất thiết chủng trí. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, pháp ấy thuận theo tất cả pháp. Pháp ấy thuận theo tất cả pháp như thế nào? Pháp ấy thuận theo Bát Nhã Ba La Mật cho đến thuận theo Bồ Thí Ba La Mật. Pháp ấy thuận theo nội không cho đến vô pháp hữu pháp không. Pháp ấy thuận theo bốn niệm xứ cho đến thuận theo nhất thiết chủng trí. Pháp ấy vô ngại, không chướng ngại sắc, không chướng ngại thọ tưởng hành thức, cho đến không chướng ngại nhất thiết chủng trí. Này các thiên tử, pháp ấy gọi là tướng vô ngại, vì như hư không, vân vân.
Vì như như pháp tánh, pháp trụ, thật tế, bất khả tư nghị tánh, vì là không, vô tướng, vô tác, vân vân. Pháp ấy là tướng bất sanh, vì sắc chẳng sanh, chẳng thể nắm bắt được. Thọ tưởng hành thức chẳng sanh, chẳng thể nắm bắt được. Cho đến vì nhất thiết chủng trí chẳng sanh, chẳng thể nắm bắt được. Pháp ấy không có nơi trốn, vì sắc nơi trốn không thể có được. Thọ tưởng hành thức nơi trốn không thể có được. Cho đến vì nhất thiết chủng trí nơi trốn không thể có được. Khi ấy các thiên tử cõi dục cõi sắc bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Tu Bồ Đề là đệ tử Phật tùy thuận Phật sanh. Vì cớ sao? Vì những điều Tu Bồ Đề nói đều hợp với không. Bây giờ Tu Bồ Đề nói với các thiên tử: Các ông nói rằng Tu Bồ Đề là đệ tử Phật tùy thuận Phật sanh. Thế nào là tùy thuận Phật sanh? Này các thiên tử, vì tướng như nên Tu Bồ Đề tùy thuận Phật sanh. Vì sao? Vì Như Lai như tướng không đến không đi. Tu Bồ Đề như tướng cũng không đến không đi. Thế nên Tu Bồ Đề tùy thuận Phật sanh. Lại nữa, Tu Bồ Đề từ xưa lại đây tùy thuận Phật sanh. Vì sao? Vì Như Lai như tướng, tức là hết thảy pháp như tướng. Hết thảy pháp như tướng, tức là Như Lai như tướng. Trong tướng như ấy cũng không có tướng như. Thế nên Tu Bồ Đề là tùy thuận Phật sanh. Lại nữa, Như Lai như tướng thường trú, Tu Bồ Đề như cũng tướng thường trú. Như Lai như tướng không hai không khác, Tu Bồ Đề như tướng cũng không hai không khác. Thế nên Tu Bồ Đề là tùy thuận Phật sanh. Như Lai như tướng không có chỗ chướng ngại, hết thảy pháp như tướng cũng không có chỗ chướng ngại. Như Lai như tướng hết thảy pháp như tướng là nhất như không hai không khác. Như tướng ấy không có khởi tác, chọn chẳng có gì chẳng như. Thế nên như tướng ấy không hai không khác. Thế nên Tu Bồ Đề là tùy thuận Phật sanh. Như Lai như tướng ở tất cả chỗ không niệm lự, không khác biệt. Tu Bồ Đề như tướng cũng như vậy, ở tất cả chỗ không niệm lự, không khác biệt. Như Lai như tướng không hài không khác, không thể nắm bắt. Tu Bồ Đề như tướng cũng như vậy. Vì thế nên Tu Bồ Đề là tùy thuận Phật sanh. Như Lai như tướng không xa lìa các pháp như tướng. Tướng như ấy chọn chẳng có gì như. Thế nên Tu Bồ Đề cũng không có khác là tùy thuận Phật sanh, cũng không có chỗ tùy thuận. Lại nữa, Như Lai như tướng chẳng quá khứ, chẳng vị lai, chẳng hiện tại. Các pháp như tướng cũng chẳng quá khứ, chẳng vị lai, chẳng hiện tại. Thế nên Tu Bồ Đề là tùy thuận Phật sanh. Lại nữa, Như Lai như chẳng ở trong quá khứ như cũng chẳng ở trong Như Lai như. Như Lai như chẳng ở trong vị lai như cũng chẳng ở trong Như Lai khứ. Như Lai như cũng chẳng ở trong hiện tại như cũng chẳng ở trong Như Lai như. Quá khứ, vị lai, hiện tại như, Như Lai như là nhất như, không hài không khác, sắc như, Như Lai như, thọ tưởng hành thức như, Như Lai như, sắc như, thọ tưởng hành thức như và Như Lai như ấy là nhất như không hai không khác, ngã như cho đến kẻ biết kẻ thấy như và Như Lai như là nhất như không hài không khác, thí ba la mật như cho đến bát nhã ba la mật như, nội không như cho đến vô pháp hữu pháp không như, bố niệm xứ như cho đến nhất thiết chủng trí như và Như Lai như là nhất như không hại không khác. Tu Bồ Đề vì Bồ Tát Ma Ha Tát được như ấy nên gọi là Như Lai. Trong khi nói phẩm như tướng này, đại địa ba ngàn đại thiên thế giới chấn động sáu cách, mỗi bên đồng lặn bên tây, nổi bên đông lặn bên tây, nổi bên tây lặn bên đông, nổi bên nam lặn bên bắc, nổi bên bắc lặn bên nam, nổi chính giữa lặn bốn bên, nổi bốn bên lặn chính giữa. Luận hỏi bát nhã ba la mật không có gì không thậm thâm, cớ sao hoặc có khi lại tán thán thậm thâm? Đáp: trong bát nhã ba la mật hoặc có khi phân biệt các pháp không, ấy là cạn, hoặc có khi nói thế gian pháp tức là đồng niết bàn, ấy là sâu. Tức đồng niết bàn ấy là sâu, các pháp sắc vân vân tức là Phật pháp. Người nghe nghe nói tâm tin lời Phật, còn trí tuệ mình không hiểu kịp nên nói là thậm thâm. Ví như nước sông có chỗ xoay xoáy sâu, có chỗ cạn. Hỏi: cái pháp của chư thiên tán thán thậm thâm đó, hết thảy thế gian không thể tin được, cần gì nói ra? Đáp: trừ hết thảy có hai thứ, một danh tự hết thảy, hai thật hết thảy. Như trong đề nói là danh tự hết thảy, vì nhiều người không tin nên nói hết thảy. Còn nói bậc có trí vi diệu tịch diệt mới có thể biết, vì bậc trí chắc chắn có tin sau mới biết. Lại nữa, bát nhã ba la mật ấy chỉ Phật biết được, còn chúng sanh nghe nói mà tin. Điều ấy trong đây không gọi là tin, có trí tuệ biết rồi mới gọi là tin. Hỏi:
Nếu như vậy, cớ sao nói bậc trí vi diệu có thể biết được? Đáp, hết thảy thế gian không thể biết cùng khắp trí của chư Phật. Chỉ người có trí tịch diệt mới biết phần ít. Như Tu Đà Hoàn đối với đạo vô thượng được phần ít, đó là dứt ba kiết. Các đạo quả như vậy chuyển chuyển thêm nhiều. Nếu thế gian hoàn toàn không có người tin thì làm sao có các đạo? Vì lẽ ấy nên nói bậc trí tịch diệt có thể biết được. Vô thượng chánh đẳng chánh giác tức là bát nhã, chỉ khác nhau về danh tự gọi. Ở trong tâm Bồ Tát gọi là bát nhã, ở trong tâm Phật gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Trong đây nói sắc pháp vân vân tức là nhất thiết trí tức là sắc pháp vân vân. Trong đây nói sắc pháp như, nhất thiết trí như, không hai không khác. Phật chấp nhận ý của các thiên tử, lại nói nhân duyên như tướng chân thật của các thiên tử, lại nói nhân duyên như tướng chân thật của các pháp, danh, sắc, vân vân. Thí như trừ bỏ cung điện và các nhà xấu xí, như đốt cháy hết trên đàn và gỗ tạp, thời trống ở các nơi đó không có khác nhau. Các pháp, sắc và nhất thiết trí tìm thật tướng của nó thấy đều là như, vì nghĩa ấy nên lúc Phật mới thành đạo tâm ưa vắng lặng, không ưa thuyết pháp, vì biết pháp thậm thâm kẻ phàm phu khó ngộ. Lại nữa, pháp ấy không có hai, nên thậm thâm như hư không nên thậm thâm, vì như pháp tánh thậm thâm nên thậm thâm. Bấy giờ các thiên tử biết pháp ấy không có tướng có thể chấp thủ, bạch Phật rằng pháp được nói ấy hết thảy thế gian không thể tin, pháp ấy không vì lãnh thọ sắc vân vân nên nói. Phật chấp nhận lời đó, nếu có Bồ Tát vì lãnh thọ sắc vân vân nên hành Bồ Tát đạo, thời không thể tu các công đức bát nhã ba la mật. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, tướng bát nhã ba la mật ấy thuận theo hết thảy pháp không có gì chướng ngại. Vì cớ sao? Vì đối với bát nhã ba la mật cũng không chấp trước. Nói lý do không chướng ngại là vì như hư không, vì như trong vách, chưa có tướng trống không, trẻ nhỏ dùng que soi, vì sức ít nên không vào được, người có sức lớn có thể vào. Hành giả cũng như vậy, trong các pháp sắc vân vân, tự có tướng như thật, vì sức trí tuệ ít, không thể khiến nó không. Bậc đại trí thể có thể biết, thế nên nói các pháp không chướng ngại, như hư không bình đẳng, sắc pháp vân vân chẳng sanh cũng chẳng có thể nắm bắt được, thế nên gọi là bất sanh. Chẳng phải chỉ có sắc pháp bất sanh, nếu pháp bất sanh mà có thể nắm bắt được, thời chẳng phải rốt ráo không, chẳng phải là không chướng ngại, không nơi trốn cũng như vậy. Bấy giờ các thiên tử bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, tu Bồ Đề tùy thuận Phật sanh, vì cớ sao? Vì điều tu Bồ Đề biết, tu Bồ Đề nói đều hợp không. Lại nữa, kinh nói có ba loại con. Một là con không tùy thuận sanh ra, hai là con tùy thuận sanh ra, ba là con thắng sanh. Người đời đều ước muốn hai loại con là con tùy thuận sanh và thắng sanh. Trong Phật Pháp chỉ muốn một loại con là con tùy thuận sanh, vì không có đứa con nào hơn Phật. Còn Phật có năm hạng, đều từ miệng Phật sanh, từ Pháp Phật sanh, đó là Tu Đà Hoàn cho đến A-La-Hán và Bồ Tát đã vào chánh vị. Bích Chi Phật tuy có nhân duyên từng gieo giống trong Phật Pháp, lúc không có Phật tự mình có thể đắc đạo, nên không được nói từ miệng Phật sanh, vì nhân duyên gieo giống xa xôi như vậy. Có người sắp hết lậu hoặc, hạng tùy thuận. Tu Bồ Đề đối với các lậu hoặc sạch hết, thường ưa xuất giáo không, ấy là tùy thuận sanh. Vì cớ sao? Vì pháp sở hành không thể phá hoại như hư không, Phật Pháp tướng như vậy, ấy gọi là tùy thuận Phật sanh. Hỏi, vì sao không nói hàng Bồ Tát vào pháp vị là tùy thuận Phật sanh? Đáp, có người nói vì lậu hoặc chưa sạch hết nên không nói, vì tu Bồ Đề lậu hoặc đã sạch hết nên nói. Có người nói, người vào vô dư niết bàn là thanh tịnh đệ nhất, thần cuối cùng của bậc A-la-hán, ở vào hữu dư y niết bàn, gần cửa vô dư niết bàn nên nói, Bồ Tát tuy có trí tuệ sâu xa sắc bén nhưng còn qua lại trong sanh tử cho nên không nói. Có người nói bát nhã có hai, một là chỉ nói cho hàng Bồ Tát, hai là nói chung cho cả ba thừa. Trong sự nói chung cho thanh văn tu Bồ Đề là tùy thuận Phật sanh, chỉ trong khi nói cho hàng Bồ Tát thì không nói tu Bồ Đề là tùy thuận Phật sanh. Vì cớ sao? Hàng Đại Bồ Tát pháp tánh sanh thân, trong ấy không có thân kiết nghiệp sanh, chỉ có thân biến hóa sanh, dứt ba độc, ra khỏi ba cõi, giáo hóa chúng sanh, nghiêm tịnh Phật độ. Nên ở trong thế gian, trong đó hoàn toàn không có hạng thanh văn, tâm Phật đại từ bi, tâm Bồ Tát cũng như vậy, ấy gọi là Bồ Tát tùy thuận sanh. Tu Bồ Đề chỉ thủ lấy niết bàn nên không nói là thuận sanh. Kinh này nói chung cho cả hai thừa. Tu Bồ Đề biết bát nhã ba la mật rất sâu thẳm,
Lực của Bồ Tát Pháp Tánh sanh thần lớn, chư thiên tùy tán thán không nên lãnh thọ, nói với chư thiên rằng, các pháp tướng như đó là vô tướng, vì nhân duyên ấy tùy thuận Phật sanh, vì như ấy không sai khác. Như trong kinh nói, như, như là như tướng không đến không đi, tu Bồ Đề như tướng cũng không đến không đi. Lại nữa, Như Lai như rốt ráo không, hết thảy pháp như cũng rốt ráo không. Trong hết thảy pháp như, thủ nhiếp từ Bồ Đề như, thế nên tu Bồ Đề dùng Như Lai như nên tùy thuận Phật sanh. Lại nữa, Như Lai như không có ức tưởng phân biệt, thường trú như hư không tu Bồ Đề như cũng như vậy. Thế nên tu Bồ Đề tùy thuận Phật sanh. Lại nữa, như Như Lai như dẫn được giải thoát vô ngại, nên đối với hết thảy pháp không quái ngại, hết thảy pháp như cũng như vậy. Đối hết thảy pháp cũng không quái ngại, Như Lai như hết thảy pháp như, nhất như không sai khác. Tu Bồ Đề như cũng vào hết thảy pháp như, do vậy nên tùy thuận Phật sanh. Lại nữa, các pháp như tướng là không làm, không có người làm, Như Lai như tướng cũng như vậy. Tu Bồ Đề như vì thu nhất vào hết thảy pháp như nên tùy thuận Phật sanh. Lại nữa, Như Lai như, Như Lai như tướng ở hết thảy chỗ thường không có ước tưởng phân biệt, tu Bồ Đề như thu nhất vào hết thảy pháp như nên tùy thuận Phật sanh. Lại nữa, Như Lai như tướng không để hết thảy pháp như, chính quán hết thảy pháp gọi là Phật, hết thảy pháp là nhân duyên, Phật là quả báo, thế nên nói Như Lai như không để hết thảy pháp như, như ấy rất thật nên thường như không có lúc nào chẳng như. Tu Bồ Đề như cũng như vậy, vì không khác nên thuận Phật sanh, cũng không có pháp có thể tùy thuận. Lại nữa, Như Lai như tướng không có ước tưởng phân biệt, vượt quá ba đời hết thảy pháp như cũng như vậy. Tu Bồ Đề như cũng vượt quá ba đời, thế nên tùy thuận Phật sanh. Lại nữa, Như Lai như chẳng ở trong quá khứ như, vì cớ sao? Vì Như Lai không, quá khứ cũng rốt ráo không, thế nên không, không trú ở trong không. Thí như hư không, không trú trong hư không, vì là hiện tại cũng như vậy. Ba đời như, Như Lai như không hai, không phân biệt là ba đời như, không vô tướng, vô sanh, vô diệt, Như Lai như cũng như vậy. Ba đời như không chướng ngại, như đời quá khứ không cùng không biên giới, đời vị lai cũng không cùng không biên giới, đời hiện tại cũng không cùng không biên giới, Như Lai như cũng như vậy. Ba đời mười phương ấy không chướng ngại, không biên giới, tu Bồ Đề như cũng như vậy. Lại nữa, năm uẩn như cho đến nhất thiết chủng trí như, Như Lai như không hai không khác, vì cớ sao? Vì các pháp sắc vân vân hòa hợp nên có Như Lai. Như Lai như vậy không được nói chỉ là sắc pháp, cũng không được nói lìa sắc pháp, cũng không được nói là sắc pháp ở trong Như Lai, cũng không được nói Như Lai ở trong sắc pháp, cũng không được nói sắc pháp thuộc Như Lai, cũng không được nói không có Như Lai trong năm uẩn sắc vân vân, giả gọi là Như Lai. Như Lai như tức là hết thảy pháp như, thế nên nói sắc pháp như và Như Lai như không hai không khác. Người phàm phu thấy có hai có khác, thánh nhân quán chiếu không hai không khác. Thánh nhân có thể tin điều của người phàm phu không thấy không thể tin. Phật nói với tu Bồ Đề ấy gọi là như, Phật nhân như ấy nên gọi là Như Lai. Như Lai là như thật mà đi đến trong Phật pháp. Trong khi thuyết về như ấy, quả đất chấn động sáu cách như trên đã nói. Kinh, khi ấy các thiên tử cõi dục, cõi sắc dùng bột hương trên đàn của cõi trời giải lên trên Phật và tu Bồ Đề, bạch Phật rằng: chưa từng có, Thế Tôn, tu Bồ Đề do Như Lai như tùy thuận Phật sanh. Tu Bồ Đề lại vì các thiên tử nói rằng: này các thiên tử, tu Bồ Đề không từ nơi sắc tùy thuận Phật sanh, cũng không từ nơi sắc như tùy thuận Phật sanh, không lìa sắc tùy thuận Phật sanh, cũng không lìa sắc như tùy thuận Phật sanh. Tu Bồ Đề không từ nơi thọ tưởng hành thức tùy thuận Phật sanh, cũng không từ nơi thọ tưởng hành thức như tùy thuận Phật sanh, không lìa thọ tưởng hành thức tùy thuận Phật sanh, cũng không lìa nơi thọ tưởng hành thức như tùy thuận Phật sanh, cho đến không từ nơi nhất thiết chủng trí tùy thuận Phật sanh, cũng không từ nơi nhất thiết chủng trí như tùy thuận Phật sanh, không lìa nhất thiết chủng trí tùy thuận Phật sanh, cũng không lìa nhất thiết chủng như tùy thuận Phật sanh. Tu Bồ Đề không từ nơi vô vi tùy thuận Phật sanh, cũng không từ nơi vô vi như tùy thuận Phật sanh, không lìa vô vi tùy thuận Phật sanh, cũng không lìa vô vi như tùy thuận Phật sanh. Vì cớ sao? Vì hết thảy pháp đều không có gì của chính nó, không thể nắm bắt, không có kẻ tùy sanh, cũng không có pháp tùy sanh. Bấy giờ Xá Lợi Phất bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, như ấy thật chẳng hư dối.
Pháp tướng, pháp trụ, pháp vị rất sâu thẳm, trong ấy sắc không thể nắm bắt, sắc như không thể thủ đắc. Vì cớ sao? Vì sắc còn không thể thủ đắc, huống gì sắc như lại có thể thủ đắc? Thọ tưởng hành thức không thể thủ đắc, thọ tưởng hành thức như chẳng thể thủ đắc. Vì cớ sao? Vì thọ tưởng hành thức còn chẳng thể thủ đắc, huống gì thọ tưởng hành thức như lại có thể thủ đắc? Cho đến nhất thiết chủng trí có thể thủ đắc, nhất thiết chủng trí như chẳng thể thủ đắc. Vì cớ sao? Vì nhất thiết chủng trí còn chẳng thể thủ đắc, huống gì nhất thiết chủng trí như lại có thể thủ đắc? Phật bảo Xá Lợi Phất, như vậy như vậy, Xá Lợi Phất, như ấy thật không hư dối, pháp tướng, pháp trụ, pháp vị rất sâu thẳm, trong ấy sắc chẳng có thể thủ đắc, sắc như chẳng thể thủ đắc. Vì cớ sao? Sắc còn chẳng thể thủ đắc, huống gì sắc như lại có thể thủ đắc? Cho đến nhất thiết chủng trí chẳng thể thủ đắc, nhất thiết chủng trí như chẳng thể thủ đắc. Vì cớ sao? Vì nhất thiết chủng trí còn chẳng thể thủ đắc, huống gì nhất thiết chủng trí như lại có thể thủ đắc? Trong khi Xá Lợi Phất nói tướng như ấy, 200 tỷ kheo không lãnh thọ hết thảy pháp, nên lậu hoặc sạch hết. Chứng quả A-la-hán, 500 tỷ kheo ni xa lìa trần cấu, được mắt pháp đối với các pháp, được sanh vào hàng thiên nhân, 5.000 Bồ Tát Ma Ha Tát được vô sanh pháp nhẫn, 6.000 Bồ Tát đối với các pháp không lãnh thọ nên lậu hoặc sạch hết, tâm được giải thoát thành A-la-hán. Này Xá Lợi Phất, 6.000 Bồ Tát ấy đời trước từng gặp 500 Đức Phật thân cận cúng dường, đối với giáo pháp của 500 Đức Phật thực hành bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, vì không có bát nhã, ba la mật và sức phương tiện nên tu hành theo tướng khác biệt, nghĩ rằng đây là bố thí, là trì giới, là nhẫn nhục, là tinh tấn, là thiền định, không có bát nhã, ba la mật. Vì không có bát nhã, ba la mật và sức phương tiện nên bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, hành theo tướng khác biệt. Vì hành theo tướng khác biệt không được tướng không khác biệt nên không được vào Bồ Tát vị. Không được vào Bồ Tát vị nên chỉ được quả tu đạo hẳn cho đến quả A-la-hán. Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma-ha-tát tuy có đạo hoặc tu pháp không, hoặc tu pháp vô tướng, hoặc tu pháp Bồ Tát, vì xa lìa bát nhã ba la mật và không có sức phương tiện nên liền đối với thực tế tác chứng chỉ thủ lấy thanh văn thừa. Xá Lợi Phất bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nhân duyên gì nên đầu tu pháp không, vô tướng, vô tác, mà xa lìa sức phương tiện nên đối với thực tế tác chứng chỉ thủ lấy thanh văn thừa? Bồ Tát Ma Ha Tát cũng tu pháp không, vô tướng, vô tác, vì có sức phương tiện nên đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Phật bảo Xá Lợi Phất, có Bồ Tát xa lìa tầm nhất thiết trí, tu pháp không, vô tướng, vô tác, vì không có sức phương tiện nên chỉ thủ chứng thanh văn thừa. Này Xá Lợi Phất, lại có Bồ Tát Ma Ha Tát không xa lìa tầm nhất thiết chủng trí, tu pháp không, vô tướng, vô tác, vì có sức phương tiện nên vào Bồ Tát vị, chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này Xá Lợi Phất, ví như có loài chim thân dài 100 do tuần, hoặc 200, 300 do tuần mà không có cánh, từ cõi trời 33 tự sa xuống diêm phủ đẻ. Này Xá Lợi Phất, ý ông nghĩ sao? Loài chim ấy đang ở giữa đường nghĩ rằng muốn trở lại trên cõi trời 33 có thể trở lại được không? Thưa không, bạch Đức Thế Tôn, này Xá Lợi Phất, loài chim ấy lại mong rằng khi đến diêm phủ đẻ muốn thân không bị đau, không bức não. Này Xá Lợi Phất, ý ông nghĩ sao? Loài chim ấy có được thân không bị đau, không bức não chăng? Xá Lợi Phất thưa: Thưa không, bạch Đức Thế Tôn, loài chim ấy khi đến đất hoặc đau, hoặc bị bức não, hoặc chết, hoặc khổ gần chết. Vì cớ sao, bạch Đức Thế Tôn? Vì loài chim ấy lớn mà không có cánh. Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát cũng như vậy, tuy trải nhiều kiếp số như các sông Hằng, tu bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, phát khởi đại sự, sanh đại tâm, vì muốn chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác, lãnh thọ vô lượng thệ nguyện. Bồ Tát ấy vì xa lìa bát nhã ba la mật và sức phương tiện nên hoặc rơi vào hàng A-la-hán, hoặc rơi vào bích chi Phật đạp. Vì cớ sao? Vì Bồ Tát ấy xa lìa tâm nhất thiết trí, tu bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, vì không có bát nhã ba la mật và sức phương tiện nên rơi vào thanh văn địa hoặc bích chi Phật đạo. Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát Ma Ha Tát tùy tưởng niệm đến việc trì giới, thiền định, trí tuệ, giải thoát tri kiến của chư Phật quá khứ, vị lai, hiện tại mà chấp thủ tướng thọ trì, nên người ấy không biết không hiểu giới, định, tuệ, giải thoát tri kiến của chư Phật, chỉ nghe âm thanh danh tự nói về không, vô tướng, vô tác mà chấp thủ âm thanh danh tự, mà hồi hướng đến vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nếu Bồ Tát Ma Ha Tát hồi hướng như vậy,
Thời chỉ trụ trong thanh văn Bích Chi Phật Điện không thể quá hơn. Vì cớ sao? Vì sang điểm Bát Nhã Ba La Mật và sức phương tiện đem các thiện căn hồi hướng đến vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này Xá Lợi Phất, có Bồ Tát Ma Ha Tát từ khi mới phát tâm lại đây không xa lìa tâm nhất thiết trí, thực hành bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định. Vì không xa lìa Bát Nhã Ba La Mật và sức phương tiện nên không chấp thủ tướng đối với giới định tuệ giải thoát tri kiến của chư Phật quá khứ vị lai hiện tại, không chấp thủ tướng không giải thoát môn, không chấp thủ tướng vô tác giải thoát môn. Này Xá Lợi Phất, nên biết Bồ Tát Ma Ha Tát ấy không rơi vào thanh văn Bích Chi Phật đạo mà đi thẳng đến vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì cớ sao? Vì Bồ Tát Ma Ha Tát ấy từ khi mới phát tâm lại đây thực hành bố thí mà không thủ tướng, thực hành trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định mà không chấp thủ tướng đối với giới định tuệ giải thoát tri kiến của chư Phật quá khứ vị lai hiện tại, không chấp thủ tướng. Này Xá Lợi Phất, ấy gọi là Bồ Tát có sức phương tiện, vì tâm lìa tướng mà hành bố thí nhẫn nhục tinh tấn thiền định, cho đến vì tâm lìa tướng mà hành nhất thiết chủng trí. Xá Lợi Phất bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, như con hiểu nghĩa của Phật nói, nếu Bồ Tát Ma Ha Tát không xa lìa Bát Nhã Ba La Mật và sức phương tiện, nên biết Bồ Tát ấy đã gần vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì cớ sao? Vì Bồ Tát Ma Ha Tát ấy từ khi mới phát tâm lại đây không có pháp hoặc sắc hoặc thọ tưởng hành thức, cho đến nhất thiết chủng trí có thể biết. Bạch Đức Thế Tôn, có thiện nam tử thiện nữ nhân cầu Bồ Tát đạo mà xa lìa Bát Nhã Ba La Mật và sức phương tiện, nên hiểu người ấy đối với vô thượng chánh đẳng chánh giác hoặc được hoặc chẳng được. Vì cớ sao? Bạch Đức Thế Tôn, thiện nam tử thiện nữ nhân cầu Bồ Tát đạo ấy có làm việc bố thí đều chấp thủ tướng, có chỉ giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định đều chấp thủ tướng. Vì thế nên thiện nam tử thiện nữ nhân ấy đối với vô thượng chánh đẳng chánh giác là bất định. Bạch Đức Thế Tôn, do nhân duyên ấy nên Bồ Tát Ma Ha Tát muốn được vô thượng chánh đẳng chánh giác, không nên xa lìa Bát Nhã Ba La Mật và sức phương tiện. Bồ Tát Ma Ha Tát an trú trong Bát Nhã Ba La Mật và sức phương tiện nên dùng tâm vô đắc vô tướng tu bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định, cho đến dùng tâm vô đắc vô tướng tu nhất thiết chủng trí. Luận: Các thiên tử vui mừng lấy bộ trên đàn giải lên trên Phật và tu Bồ Đề, tán thán rằng: Hy hữu Thế Tôn, tu Bồ Đề do Như Lai như tùy thuận Phật sanh. Ý các thiên tử cho rằng tu Bồ Đề có sức trí tuệ nên khiến cho hết thảy pháp đều như Phật pháp, thế nên nói tùy thuận Phật sanh. Tu Bồ Đề biết tâm các thiên tử ít quý trượng các pháp như ấy, nên tu Bồ Đề muốn giữ tâm các thiên tử nên nói tướng như ấy rốt ráo không, dùng bốn cấp phá tầm chấp trước, như là tu Bồ Đề chẳng ở trong sắc, chẳng ở trong sắc như, không do sắc, không do sắc như, không lìa sắc, không lìa sắc như, tùy thuận chúng sanh. Trong đây Phật tự nói nhân duyên, pháp ấy đều không, không thể thủ đắc. Xá Lợi Phất thừa: Bạch Đức Thế Tôn, như ấy rất sâu thẳm, trong như ấy chỉ sắc pháp còn không thể thủ đắc, huống gì sắc pháp như lại có thể thủ đắc. Hỏi: Thế nào là sắc pháp, thế nào là sắc pháp như? Đáp: Sắc pháp là các pháp của mắt thấy, vân vân, như là thật tướng không hư dối của sắc pháp. Người đối với sắc pháp như vì mê lầm nên hoặc khởi lên nghiệp bất thiện, bị sa vào đường ác, hoặc khởi lên nghiệp thiện được sanh vào cõi người cõi trời, cuối cùng trở về tiêu diệt, trở lại sanh ra các khổ, hoặc khởi lên nghiệp vô lậu, đáng lẽ cầu lợi ích lớn nhưng lại thủ lấy tiểu thừa, không được tướng rốt ráo thanh tịnh như sắc pháp, vân vân, đều là pháp tạo tác, hữu vi hư vọng. Từ điên đảo sanh là nơi ước tưởng phân biệt hiện hành của kẻ phàm phu, thế nên sắc pháp vân vân hư vọng, chẳng tức là như. Biết sắc pháp như thật vân vân nên tức là như. Nhận lời sắc pháp vân vân nên được gọi là như, thế nên nói không lìa sắc pháp được như, sắc pháp nhập vào như đều nhất tướng, không hai không khác. Thế nên tu Bồ Đề khiêm tốn nói rằng: Chẳng phải chỉ riêng tôi tùy thuận Phật sanh, hết thảy pháp cũng tướng như vậy. Xá Lợi Phất tán thán lời nói của tu Bồ Đề: Sắc pháp cũng rốt ráo không, huống gì như, nhân còn không, huống gì quả. Nghe tướng như thập thâm như vậy, chúng sanh đều được lợi ích của đạo. Hỏi: Bát Nhã Ba La Mật ấy vì hàng Bồ Tát mà nói, cớ sao 6.000 người thành A La Hán đạo?
Đáp: Phật biết chắc chắn có người vấn nạn, nên vì sáng lợi Phất nói nhân duyên. Người ấy không có bát nhã ba la mật, không có sức phương tiện, quá khứ làm công đức vì không có sức phương tiện, nên tà hạnh bất chánh. Người ấy vì xa lìa bát nhã ba la mật, đắm sâu thiện pháp. Này theo Phật, nghe nói bát nhã ba la mật rất nhàm chán thế gian, mà tâm từ bi mỏng nên chỉ cầu tự lợi, không lãnh thọ hết thảy pháp, tức chỉ đắc A-la-hán, chứ đối với bát nhã ba la mật không có lỗi. Như người cầm đồ đi đến biển múc nước, tùy theo đồ lớn nhỏ mỗi người tự lấy vừa đủ. Hỏi: Như kinh nói 6.000 Bồ Tát vì không có bát nhã ba la mật và sức phương tiện nên thực hành 5 ba la mật, không được pháp vô phân biệt nên chỉ thành A-la-hán. Nếu hết thảy thánh nhân đều được pháp vô vi, pháp vô vi tức là vô phân biệt, cớ gì trong đây nói không được pháp vô phân biệt chỉ thành A-la-hán? Đáp: Chẳng phải nói lúc nghe pháp ở đời này cho đến quá khứ 500 đời không được bát nhã và phương tiện mà tu tập công đức 5 ba la mật, vì thế nên nói không được vô phân biệt. Mất 5 căn tín tấn vân vân của Bồ Tát, vì mất 5 căn tín tấn vân vân của Bồ Tát nên tùy nghe bát nhã mà không được như Bồ Tát nghe tác chứng đối với thực tế. Hỏi: Đồng tu không vô tướng Bồ Tát, cớ gì một người thành Phật, một người thành A-la-hán? Đáp: Tuy có các nhân duyên mà nhân duyên lớn thành A-la-hán là vì xa lìa tâm nhất thiết trí mà tu hành không vô tướng Bồ Tát. Loài chim lớn là loài chim cánh vàng ở cõi trời, cũng giống như chim sẻ ở cõi người. Chim ấy lý do không đến là vì nó ăn rồng, cánh phát ra gió độc quạt làm cho mắt rồng mù đi. Chim ấy khi mới ra khỏi trứng, lông cánh chưa đủ, muốn bay đi liền bị rớt, giữa đường tâm hối hận, ta trở nên bay, muốn trở lại trên trời, leo trèo cây giá ma lê. Chim ấy thân lớn, lông cánh chưa đủ, không thể cất nổi thân. Thần chìm là ví dụ thân Bồ Tát, lớn là đời đời chớ nhóm rộng rãi công đức 5 ba la mật. Không có hai cánh là không có bát nhã ba la mật, không có sức phương tiện. Núi tù gì là ví cho ba cõi, hư không là ví vô lượng Phật Pháp. Chưa nền bày mà bay là công đức Bồ Tát ấy chưa thành tựu viên mãn. Muốn thực hành ba môn giải thoát của Bồ Tát, muốn đi dạo giữa hư không Phật Pháp nhưng tự bị thối mất, tâm ấy tùy ước muốn thành Phật mà không thể được. Hoặc chết là ví A-la-hán đạo, hoặc gần như chết là ví như Bích Chi Phật đạo, hoặc đau hoặc bị bức não là ví công đức bổn nguyện của Bồ Tát. Phật tự kết bằng câu: Cho đến niên trụ trong tâm vô đắc vô tướng là việc bố thí. Kinh: Bấy giờ các thiên tử cõi dục cõi sắc bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, vô thượng chánh đẳng chánh giác thật khó được. Vì cớ sao? Vì Bồ Tát Ma Ha Tát ấy nên biết hết thảy các pháp rồi mới được vô thượng chánh đẳng chánh giác, mà pháp ấy cũng không thể thủ đắc. Phật dạy: Như vậy, như vậy. Này các thiên tử, vô thượng chánh đẳng chánh giác thật khó được. Ta cũng ngộ được nhất thiết pháp, nhất thiết chủng trí rồi mới được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cũng không có gì được, không có cái biết, không có cái có thể biết, cũng không có người biết. Vì cớ sao? Vì các pháp rốt ráo thanh tịnh. Tu Bồ Đề bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, như lời Phật dạy, vô thượng chánh đẳng Bồ Đề thật khó được. Như tôi hiểu nghĩa của Phật nói, tâm tôi suy nghĩ vô thượng chánh đẳng chánh giác ấy dễ được. Vì cớ sao? Vì không có người được vô thượng chánh đẳng chánh giác, cũng không có pháp khả đắc, hết thảy pháp tướng không, không có pháp khả đắc, không có người năng đắc. Vì cớ sao? Vì hết thảy pháp không, cũng không có pháp khả tăng, cũng không có pháp khả giảm. Nghĩa là bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định cho đến nhất thiết chủng trí, pháp ấy đều không có cái khả đắc, không có người đắc. Bạch Đức Thế Tôn, vì nhân duyên ấy nên ý tôi cho rằng vô thượng chánh đẳng chánh giác là dễ được. Vì cớ sao? Bạch Đức Thế Tôn, sắc sắc tướng không, thọ tưởng hành thức thức tướng không, cho đến nhất thiết chủng trí, nhất thiết chủng trí tướng không. Xá Lợi Phất nói với Tu Bồ Đề: Nếu hết thảy pháp không ví như hư không, hư không không thể khởi niệm rằng ta sẽ được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nếu Bồ Tát Ma Ha Tát tin hiểu hết thảy pháp không ví như hư không, thế là vô thượng chánh đẳng chánh giác dễ được. Sau này hằng hà sa Bồ Tát Ma Ha Tát cầu vô thượng chánh đẳng chánh giác bị thoái thất. Này Tu Bồ Đề, vì thế nên biết vô thượng chánh đẳng chánh giác không dễ được. Tu Bồ Đề nói với Xá Lợi Phất: Ý ông nghĩ sao?